Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 2, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn hoạt động trải nghiệm lớp 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và thầy cũng hy vọng chúng ta hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó chúng ta hãy nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ thầy mời chúng ta mở sách hoạt động trải nghiệm lớp 2 bộ sách kết nối tri thức cuộc sống trang 68-69 để thực hiện một số hoạt động trong bài 26 những người bạn hàng xóm. Bài này trong chủ đề thứ 8 đó là chia sẻ với cộng đồng. Chúng ta sẽ có 3 tiết hoạt động trải nghiệm trong tuần 26 này. Tiết đầu tiên sẽ là tiết sinh hoạt dưới cờ. Và ở đây chỉ là một tiết sinh hoạt dưới cờ nên chúng ta sẽ phải ổn định hàng ngũ và sau đó nghe anh chị tổng phụ trách sẽ nhận xét một tuần vừa qua và phát động phong trào thi đua của tuần tới. Bên cạnh đó chúng ta sẽ được tham gia phát động phong trào học nhân ái biết chia sẻ. Đây là hình ảnh các bạn đang tham gia phát động phong trào học nhân ái biết chia sẻ. Đó là các bạn đang có những món quà tặng những người bạn có hoàn cảnh khó khăn ở trên tiết sinh hoạt chữ cờ. Đây chỉ là một tiết sinh hoạt chữ cờ cho nên thầy sẽ không hướng dẫn cho chúng ta kỹ. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta tiết thứ hai là tiết hoạt động giáo dục theo chủ đề những người có hoàn cảnh khó khăn. Và chúng mình sẽ tìm hiểu đầu tiên hoạt động đầu tiên trong hoạt động giáo dục theo chủ đề này, đó là tìm hiểu những người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng mình thử suy nghĩ và cho thầy biết những người có hoàn cảnh khó khăn là những người như thế nào. Để biết được những người có hoàn cảnh khó khăn thì là những người như thế nào, thầy sẽ đưa lên một số hình ảnh cho chúng ta quan sát nhé. Và bây giờ chúng ta hãy xem những hình ảnh về các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn sau đây. Đầu tiên là chúng mình thấy hình ảnh vẽ gì đây các em? À đúng rồi, đây là một bạn nhỏ ở một vùng lũ đúng không? Khi mùa lũ về, bạn ấy đã bị ướt sách vở cũng như trôi hết các cái đồ dùng học tập của bạn ấy. Và chúng mình thấy ngôi nhà thì như thế nào? À đúng rồi, ngôi nhà thì bị mưa và bay mất mái ngói đúng không? Như vậy đây là cũng là một hoàn cảnh khó khăn. Tiếp theo, một bạn nhỏ đang nằm ở đâu đây các em? À đúng rồi, một bạn nhỏ đang nằm ở bệnh viện đúng không? Và bạn ấy đang nằm một mình cho nên là ở đây cũng là một hoàn cảnh rất khó khăn. Nếu như chúng ta thấy một bạn nhỏ nằm ở bệnh viện, nếu như là bệnh hiểm nghèo thì bạn ấy cũng là một hoàn cảnh khó khăn đúng không? Và chúng mình quan sát hình ảnh tiếp theo, đây là hình ảnh các bạn đang làm gì đấy các em? À đúng rồi, đây là một hình ảnh về một ngôi trường tiểu học đúng không? Khi các bạn đi học dưới đường con đường thì như thế nào? À đúng rồi, con đường thì đầy nước đúng không? Vì mùa lũ nên là nước dâng rất cao cho nên mỗi bạn đã phải là gì? À đúng rồi, các bạn ấy đi học rất là vất vả đúng không? Như vậy chúng ta thấy là các bạn ấy phải bê cặp này đúng không, săn quần và cầm những đôi dép của mình đúng không? Cho nên đây cũng là một hoàn cảnh khó khăn. Tiếp theo chúng ta thấy là một ngôi trường tiểu học và trung học cơ sở Hướng Việt. Ở đây là một ngôi trường ở Quảng Trị các em ạ. Sau trong cái đợt mưa lũ vừa qua đã bị sạt lở đất và đất đá tràn vào ngôi trường đúng không? Tràn vào trước cổng trường thì chúng mình thấy là các bạn học sinh đã phải nghỉ học đúng không? Thầy cô thì rất vất vả để dọn dẹp lại khuôn viên của trường. Cho nên ở đây chúng mình thấy là ngôi trường cũng đã gặp một hoàn cảnh rất là khó khăn đúng không? Tiếp theo chúng ta thấy là gì? À các bạn nhỏ phải đi học như thế nào đấy các em? À đúng rồi, các bạn nhỏ đang đi học trong mùa mưa bão đúng không? Vì các bạn đang trong mùa mưa bão nên chúng mình thấy là các bạn đang ngồi trên một chiếc thuyền rất là nhỏ mong manh đúng không? Và đi trên những dòng lũ. Và các bạn khác đã tới trường thì môi trường đầy nước đúng không? Chúng mình thấy là ở đây chúng ta thấy môi trường cũng gặp một hoàn cảnh rất là khó khăn đúng không? Các bạn học sinh ở đây cũng thấy là chúng ta thấy là rất là vất vả trong công việc học tập đúng không? Như vậy chúng mình thấy các hoàn cảnh khó khăn ở đây rất là nhiều đúng không? Và tiếp theo một số hình ảnh thầy muốn đưa lên cho chúng ta xem, đó là một số bạn học sinh đang đi học dưới trời mưa lũ này đúng không? Các bạn ấy phải dắt xe đạp mà chiếc xe đạp hình như là nước rất lớn đúng không? Gần lút chiếc xe đạp luôn.
Như vậy chúng ta thấy là các bạn học sinh cũng đi học rất là vất vả này. Bên cạnh đó chúng mình thấy là sách vở một ngôi trường, các thầy cô giáo đang dọn dẹp lại sách vở và đã bị ướt hết đúng không? Thì đây cũng là một số hoàn cảnh rất là khó khăn khi các bạn đi học giữa vùng lũ và sách vở đã bị ướt hết. Và tiếp theo là một hình ảnh một bạn nhỏ đúng không? Đang xếp lại sách vở sau mưa mùa mưa lũ và không may bị ướt hết. Và như vậy chúng ta thấy là thầy đưa lên một số hình ảnh các bạn nhỏ trong lứa tuổi của chúng mình có nhiều hoàn cảnh khó khăn trong công việc học tập đúng không? Vậy thì chúng ta có cảm nhận gì khi nhìn thấy những hình ảnh này? À đúng không? Chúng mình rất là đồng cảm với các bạn đúng không? Và sẽ mình sẽ phải có những việc làm cụ thể để mong các bạn vượt qua được hoàn cảnh khó khăn này đúng không? Và như vậy chúng ta thấy là trên đất nước mình có rất là nhiều cơn bão, vào mùa mưa bão thì chúng ta thấy là các bạn học sinh này đi học rất là vất vả đúng không? Và nước lũ rất là lớn. Và đây là một số hoàn cảnh khó khăn nữa đúng không? Ở đây chúng mình thấy là các bạn nhỏ đang có thể là bị bệnh hiểm nghèo và các bạn đang có thể là bị ung thư cho nên là bị sạt trị rụng hết tóc này. Và đây là một số hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nữa thầy muốn đưa lên cho chúng ta quan sát. Và một bạn nhỏ đang có một món quà thật ý nghĩa tặng các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đúng không? Và như vậy chúng ta thấy là gì? À, xem những bạn có hoàn cảnh khó khăn em cảm thấy rất thương và thông cảm với các bạn đúng không? Đây là suy nghĩ chúng mình. Và chúng mình sẽ có thấy những hoàn cảnh khó khăn như thế nào? À, đó là những người có hoàn cảnh khó khăn như là khuyết tật này, mồ côi này, mắc bệnh hiểm nghèo này và các bạn học sinh ở trong vùng lũ lụt nữa đúng không? Và bây giờ chúng ta cùng sang hoạt động số 2, đó là kể về những người có hoàn cảnh khó khăn mà em biết. Thì ở đây chúng ta sẽ phải suy nghĩ xem ở nơi mình sống hoặc trong lớp mình hoặc trong trường mình có bạn nào có hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta sẽ kể cho các bạn khác nghe để cùng nhau giúp đỡ bạn đúng không? Và đây là một hình ảnh và chắc là chúng ta sẽ không biết. Đây là một đôi bạn học cùng một trường ở Thanh Hóa đấy các em ạ. Bạn này đã bị què chân và không thể đi đến lớp được và đôi bạn này đã cõng bạn đi học suốt 12 năm. Và đây là một đôi bạn rất là thân. Và bạn ấy đã cõng bạn bị tật đi học suốt 12 năm và bây giờ hai bạn cùng dìu dắt nhau vào đi học tiếp trên con đường đại học của mình. Và bây giờ chúng ta có thể kể thêm những hoàn cảnh khó khăn khác mà em biết nhé. Thầy sẽ đưa lên một cái địa hình cho chúng ta quan sát và đây là một trường hợp rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ sang hoạt động thứ hai, đó là tham gia xây dựng kế hoạch tôi luôn bên bạn. Ở đây chúng mình sẽ phải lập kế hoạch tìm những người bạn có hoàn cảnh khó khăn và lập kế hoạch và cùng nhau giúp đỡ bạn. Thì đầu tiên chúng ta phải biết được bạn có hoàn cảnh khó khăn cần được chia sẻ thì như thế nào. Bước thứ hai đó là thảo luận những cách có thể giúp đỡ bạn và bước thứ ba đó là phân công nhiệm vụ hẹn ngày giờ thực hiện. Thì ở bước 1 chúng mình tìm hiểu về một bạn có hoàn cảnh khó khăn cần được chia sẻ. Chúng mình sẽ tìm hiểu những hoàn cảnh nào. À đúng rồi các bạn. Ở đây chúng mình sẽ phải tìm những người có hoàn cảnh khó khăn đúng không? Cần được chia sẻ nhé. Thì chúng ta sẽ tìm trong khu dân cư, trong xóm mình hoặc là trong lớp mình hoặc là trong trường mình xem bạn nào có hoàn cảnh khó khăn cần được chia sẻ. Ví dụ như bạn ấy là bị khuyết tật này, đúng không? Thứ hai có thể là người mồ côi này, cần được chia sẻ này. Tiếp theo chúng ta có thể xem đó là mắc bệnh hiểm nghèo. Thì chúng mình đấy là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn cần được chia sẻ đúng không? Còn bước thứ hai thảo luận những cách có thể giúp đỡ bạn. Thì sau khi mình biết được những hoàn cảnh khó khăn cần được chia sẻ thì bước thứ hai chúng ta sẽ thảo luận những cách có thể giúp đỡ bạn. Chúng mình thử suy nghĩ và cho thầy biết những cách nào có thể giúp đỡ bạn trong lứa tuổi của chúng mình. À đúng rồi đó các bạn. Chúng ta có thể chuẩn bị như là một số món quà nhỏ như là có thể là mì tôm. Bên cạnh đó chúng ta thấy là các bạn đang còn gấp quần áo này đúng không? Quần áo chúng mình mặc còn mới, còn mặc dùng được, chúng ta có thể gấp và mang tặng bạn. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có tặng bạn những quyển vở này đúng không? Và chúng ta sẽ viết những lá thư có thể là
an ủi bạn đúng không, và mong bạn vượt qua. Và phân công nhiệm vụ hẹn ngày giờ thực hiện thì ở đây chúng ta sẽ phân công nhau thực hiện vào sau giờ học, vào cuối tuần hoặc là vào cuối tháng, vân vân. Cái này chúng ta sẽ tự suy nghĩ và thực hiện. Tiếp theo là chúng ta thấy có những món quà để tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn đúng không? Như thầy nói lại đây là chúng ta có thể là món quà nhỏ, ngoài ra chúng ta có thể tặng những món quà khác đúng không? Cặp vợ, sách, những món đồ chơi, gấu bông, vân vân. Và đây là hoạt động sau giờ học thì chúng ta sẽ thực hiện công việc theo sự phân công của tổ. Chúng mình sẽ phân công nhau đến thăm hỏi các bạn và động viên các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp theo, tiết thứ ba trong hoạt động trải nghiệm tuần thứ 26 đó là tiết sinh hoạt lớp. Tiết sinh hoạt lớp thì chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch đó là tôi luôn bên bạn. Chúng mình sẽ các tổ và cá nhân góp quà để chuẩn bị và sắp xếp đóng gói các món quà. Bên cạnh đó sẽ để ghi tên và địa chỉ của lớp mà em muốn tặng. Chúng mình có thể quan sát lên màn hình đúng không? Các bạn đang còn lập kế hoạch và xếp những món quà vào những thùng để gửi tặng các bạn. Thì sau khi chúng ta hoàn thiện phân công xong thì chúng ta sẽ xếp những món quà, sách vở chúng ta xếp ra, sách vở quần áo chúng ta xếp về thùng sách vở, thùng quần áo. Thùng đồ chơi chúng ta có thể xếp gọn vào thùng đồ chơi. Và chúng mình cần phải ghi tên, địa chỉ những người bị khuyết tật nhé, hoặc là những người có hoàn cảnh khó khăn đúng địa chỉ để chúng mình mới gửi tặng được đúng không? Bên cạnh đó chúng ta có thể đến gửi tặng xong gửi lời những người lời hỏi thăm và những lời động viên cho các bạn để các bạn vượt qua. Tiếp theo đó là hoạt động sau giờ học là tiếp tục thực hiện những việc làm để chia sẻ với những người bạn có hoàn cảnh khó khăn theo khả năng của mình. Ở đây chúng ta sẽ cùng bạn, gia đình, thầy cô quyên góp ủng hộ sách vở, quần áo cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Và chúng ta sẽ có một thông điệp rất là hay đó là cho đi là nhận lại. Như vậy chúng mình thấy qua bài 26 chúng ta nên trong lứa tuổi của chúng mình đang còn nhỏ đúng không? Chúng ta sẽ làm những công việc sẽ có ích với cùng với lứa tuổi của mình. Vậy thì chúng ta sẽ quyên góp những đồ dùng quần áo như chúng ta còn mới mà không dùng, hoặc là sách vở hoặc là đồ chơi để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn đúng không? Như vậy thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta một số hoạt động trong bài 26 những người bạn hàng xóm trong chủ đề chia sẻ cộng đồng. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo ra những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.